Bay đỏ bốn là sao đỏ mùi đỏ mùi bộ pram sao bốn bốn đỏ bảy là sao mùi đấy cho nên sao rứ rứ pì đấy bà chẳng bộ đỏ mấy con đấy dân khơi bà bê rồi bao giờ mà nâng màn tiền bê rứ đọc pram đòi buôn rứ bảy đòi bê rứ đọc pram bộ ai bộ môi rứ bảy bà rư đập pram rư đập pram dương ai rồi bán bộ bảy được nhiên á buồn bộ mỗi là sáu pi rư bảy nè pi rư bảy chân ca kệ đơn niên ấy kỳ quan là mơ anh đại đôi cái niên ở dương kệ niên mà ba xe mà nó bấm bảy rư thì bảy này pi đòi bảy rư thì bảy này bảy đòi pram rư thì bảy này pi pi rư thì bảy này bảy bà ra đi cong được nè được pi được nè bà bấm bay đỏ pram là sáu bảy rồi thì bay này pi đỏ bay ở pi là sao mà đỏ mối cứ đỏ rồi thì bay này bảy nè bà này chậm lại bà d bao nhiêu pi rồi bấm bay bay rồi cái sao bấm bay pi rồi pi rồi bà anh chơi nhưng ai khơi thà vì ở đôi khi thì đã đi con vào vía chơi như vào bảy vía đôi khi mà vào bảy đấy của bạn cho xe pi cà rê cô nông pi bảy cái vào bảy đi vào bảy bạn vào màn bà bảy mỏ cái số vào bảy pi bốn pumpal nè pumpal cà rê cô nông pi đòi pi rư pi rồi đọc cái đấy con ông pi nè bên trên ba này buồn nó so pi pal và bên đó ông thấy mối rư pi trên ba bạn đọc một pi nó thấy rư pi được rồi bạn để mày buồn đọc mà thấy mối rư pi được cái gì mà này bà buồn đọc phải mua được gùn là sao là đọc bẩm pal đọc bẩm pal sam sập bẩm pal rưỡi pì nè đó sam pal rưỡi pì bạn ít đây bao giường nè ba sam bẩm pal ba tao mới tiết trong cái đó cứ ở mà là buồn rưỡi hàm án rưỡi tỷ bảy này hà buồn bẩm mối rưỡi tỷ bảy này bảy mối bốn rư tị bay này đọc vào mối bộ gọi bay rư tị bay này mà phải buồn bà dương khơi tha lấy nó bảo vía là để con bảo vía ở đôi kia tê để tôi bảo bài vía ở đôi kia bà đôi hai sập bốn và bài thứ ba và màn bà hai sập bốn và bài nó đã pí bầm pal này chương buồn bấm pal nó cứ bay sẽ còn bay vậy còn nâng pi rồi thì bay đó bấm môi bắt môi bay sẽ còn bay còn nâng bay đó bốn rư đó bấm môi bấm bay pi đó bấm môi mà nè pi sẽ còn bay còn nâng pi bộ bay rư mà phải buồn bay bay đó phải buồn chẳng pi sẽ còn bay còn nâng bay nè bí sĩ con bay mình vòng bay bí sĩ con bay mình bay nè cái group bên trên bàn này bay mà bà trên bàn bạn bay đọc pí rư thì bay này pí trên bàn bạn bay đọc vòng bay rư thì bay này bay trên bàn bạn pí vòng bay rư thì bay này pí trên bàn bạn vòng mối rư thì bay này bay ba rư pí cái từ toàn một hiểu mà
đọc pi đọc bay của nó sao mà bốn rư thị bay này pi nì đọc bay nó một mối nó sao đọc pi rư thị bay này bay đấy mà nó cứ chia chấm lại đọc bài chứ